18 giờ ngày 17 tháng 10 tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Khung cảnh thời bao cấp dường như được tái hiện. Hàng trăm người dân, từ người già đến trẻ nhỏ, thậm chí cả người đang mang bầu, đều phải xếp hàng. Xô, can, chậu, bất cứ thứ gì có thể đựng được đều được trưng dụng để hứng nước. Đã 3 ngày nay, nước là thứ xa xỉ với người dân nơi đây. Cuộc sống của họ đã bị đảo lộn. Trăm phương nghìn kế đã được nghĩ ra để tiết kiệm tối đa nước sạch. Mỗi người dân đã phải tìm đủ mọi cách, nghĩ ra rất là nhiều kế để có thể là tiết kiệm được nước của mình. Ví dụ như là tận dụng lại cái nước đánh răng để có thể xả nhà vệ sinh, hoặc là dùng màng bọc thực phẩm để bọc bát và sau đó ăn xong thì bỏ màng bọc đi để không phải rửa bát. Hoặc là tắm thì chúng tôi chỉ vài ngày mới được tắm một lần. Cũng như là rất nhiều những cái sinh hoạt khác của chúng tôi về sinh hoạt cá nhân bị đảo lộn. Vất vả quá, già thì rất là khổ, đi xin nước, rửa cái bát phải rửa làm hai lần. Đổ bát to là rửa lần đầu, lần thứ hai trắng qua, xong lần nữa là hơi trắng tí thôi đó. Trắng nhiều sợ không có nước mà rửa nữa. Thiếu gạo không khổ bằng thiếu nước. Được biết đây là những xe nước sạch của nhiều mạnh thường quân hỗ trợ cho 30.000 cư dân khu đô thị này. Ôi, hai bình thôi, hai bình la vi rồi. Bình la vi chắc là không đủ. Hôm nay thì chúng tôi rất là cảm ơn các mạnh thường quân đã tài trợ những cái xe nước. Có thể nói đối với thời điểm này thì nước của chúng tôi là vàng, nước của chúng tôi là phao cứu sinh. Thì ngày hôm nay thì có 10 xe nước, trong đó có những xe của mạnh thường quân và có những xe thì là của các bà con tự góp tiền và mua với nhau. Và chúng tôi đã có cái hiện tượng mất nước này đã rất là nhiều ngày qua. Ngày hôm nay là cư dân không phải đóng góp tiền để mà mua xe bồn nước nữa. Vì là hiện tại 5 tòa hôm nay của tôi là các nhà tài trợ được 5 xe nước bồn. Thì với 5 xe này thì thực ra là dân chúng tôi thì chia nhau thì mỗi người cũng chỉ được một xô một chậu thôi. Thì chắc là cũng chỉ đủ là đun đấm nước để mà pha mì tôm cho các con thôi. Hôm nay con đi giúp đỡ bố mẹ đi xách nước, rồi này lẽ ra con phải đang học. Ban đầu có 3 tòa nhà bị mất nước, sau đó 6 tòa nhà khác cũng lần lượt không có nước sinh hoạt. Người dân cho biết họ phải chịu cảnh không có nước từ ngày 14 tháng 10 đến nay. Người dân phải mua nước về sử dụng tạm thời hoặc đi xin hàng xóm kế bên khu đô thị như thế này. Theo chân người dân lên các căn hộ, họ cho chúng tôi thấy những vòi rửa không có nước. Những chồng bát đũa không được rửa. Nước được trân quý, dành dụm trong từng chiếc son, chiếc chậu, được sử dụng tiết kiệm tối đa. Tôi rất là khổ. Cả gia đình gọi cháu thì đi học về không có nước rửa tắm. Thế rồi vệ sinh thì không có nước. Cháu vệ sinh ra thì lại phải cho vào cái túi bóng để mang đi. Không có nước mà xả nữa. Nước ăn thì không. Nước rửa rau không có. Thế bây giờ nước nấu cũng không, nên là rất là khổ. Giờ đang bảo đi ra nhà ngoài, đi ra ngoài quán ăn này. Coi như mong trên để cho nước về để cho dân chúng tôi được đỡ khổ quá về nước.
sống không thể nào mà thiếu nước được, thì rất là mong là các đơn vị cung cấp nước sạch phải làm nào để cho cung cấp nước cho người dân một cách nhanh chóng để mọi người, tại vì là cái khu vực ở đây sống đa số là trẻ em, người già ấy, cái nhu cầu sử dụng nước cao lắm. Đấy, các cháu đi vệ sinh rồi tắm rửa các thứ không có nguồn nước để sử dụng luôn. Còn nhà nào còn nước thì sang xin của bên tòa đấy thôi, hoặc là đi di cư về tận quê nhà để lấy nước để tắm, hoặc là đi hỏi xem anh chị em bạn bè xung quanh đây có khu vực nào có nước thì sang tắm nhờ đấy. Xin nước nhờ thôi ạ. Gia đình chị Dung đang tất bật sửa soạn quần áo để cho con cái đi tắm nhờ. Mất nước mà, ví dụ như ngày đợt trước mà đợt thiếu nước hè ấy, mất nước luân phiên thì mình còn có cái lịch là bao giờ có nước lại. Đợt này là không có lịch luôn chị ạ. Đây là chị nhìn này. Nước uống không có, ở đây mình một bình Lavi này. Đấy. Đây. Uống không có là mua từng bình để về nấu cơm, nấu các kiểu. Mà nói thật bây giờ nó cũng không rửa được bát, chắc phải đi ra ngoài ăn. Còn cái này thì để uống tạm thôi. Bởi vì bình thường nhà em sẽ dùng nước lọc ấy, nó cũng tiết kiệm chi phí. Mất nước như thế này là dân tốn lắm luôn ấy. Có nhà không có chỗ tắm nhờ thì lại phải đi ra nhà nghỉ. Ở đây có cái ban công rộng mà để bình chứa nước chị ạ. Đây, bây giờ đúng kiểu quay về ngày xưa đấy. Ra giếng múc nước không? Mong về nhà dùng ấy. Đây chị nhìn đâu, cả nhà 4 người, 2 người lớn 2 trẻ con, chỉ còn từng này nước mà sống đến cái lúc mà cũng không biết là bao giờ có cả. Hôm nay như tái hiện lại hình ảnh của thời bao cấp khi chúng tôi phải chia nhau từng giọt nước, và với những người mà đại diện cho cư dân như chúng tôi thì chúng tôi cảm thấy là nó là một nỗi đau của những người mà hết một cái yêu thương những người dân. Là chúng tôi trong suốt những ngày qua chỉ ngủ được 2 tiếng một ngày, còn lại thì tất cả đều dành để bà con, tất cả đều dành để đi gửi đơn thư lên các cấp chính quyền cũng như là đi tìm câu trả lời về nước sạch. Vẫn rất là mong một cái câu trả lời thích đáng, một cái sự quan tâm từ phía chính quyền, bởi vì chúng tôi là những người dân của khu đô thị Thanh Hà và chúng tôi cũng có quyền bình đẳng như biết bao nhiêu người dân khác tại Hà Nội. Theo thông tin mới nhất, sáng 18 tháng 10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tập trung bằng mọi biện pháp nhanh nhất cấp nước sạch sinh hoạt trở lại và có giải pháp đảm bảo ổn định lâu dài cho người dân khu đô thị Thanh Hà.